vâng, và cùng với Xuân Yêu Thương, còn xin kính mời quý cụ cô bà trên 70 tuổi xin được chuẩn bị. Anh em ban tổ chức đang sắp xếp các ghế ở trên này cho các quý vị rồi. Con xin được mời tất cả quý cụ cô bà trên 70 hãy chuẩn bị nha. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người này cùng em vui xuân. Xin mời Song Kim ở lại. À, nãy giờ thấy có nhiều lì xì thì bây giờ đấy, đại diện của giáo đoàn Mount Bridges sẽ tặng một đóa hoa cũng như là lì xì cho Song Kim lấy hết nhé. Xin đại diện giáo đoàn Mount Bridges cảm ơn hai cô ca sĩ của giáo đoàn. Hôm khi mà ban tổ chức các nói giáo đoàn chọn một bản nhạc, mình có đăng ký hát một bài, nhưng bên ban tổ chức có anh hát người ta bỏ về hết. Thì bây giờ cảm ơn hai cô rất nhiều. Giáo đoàn có tặng cho hai cô một lì xì. Xin được cảm ơn giáo đoàn mà bây giờ. Xin mời Song Kim ở lại nha. Xin mời Song Kim ở lại. Mình đã nhận quà rồi thì mình phải làm việc thêm chứ. Rồi, mời Song Kim ở lại. Và ngay bây giờ con xin được kính mời tất cả mấy cụ, quý ông bà trên 70 mời bước ra sân khấu. Và tôi thấy đã có, nếu mà nói về MC thì quý vị đây là MC cổ lụ lão làng của chúng ta, đó là MC Vũ Nhật. Ngày hôm nay chú Nhật bao nhiêu nhỉ?